Xanh X9 vừa chính thức được bán ra tại Trung Quốc với giá chỉ từ 359.800 nhân dân tệ, tương đương 1 tỷ 171 triệu. X9 cạnh tranh với ZEK-R009, Zenza D9, Hikan V09 và Li Mega sắp ra mắt. Tại Trung Quốc, MPV chạy điện này có 4 phiên bản với mức giá cụ thể như sau. Phiên bản 610 Long Range Pro FWD giá 1 tỷ 171 triệu. Phiên bản 702 Super LZ Pro FWD giá 1 tỷ 236 triệu. Phiên bản 702 Super LZ Max FWD giá 1 tỷ 301 triệu. Phiên bản AVKD Performance Max giá 1 tỷ 366 triệu. Xpeng X9 là mẫu xe MPV đầu tiên trên thế giới sử dụng cơ cấu đánh lái bánh sau, hoặc trục sau, có nghĩa là nếu quay bánh trước thì bánh sau cũng quay được. Vì thế khi bạn đánh lái sang phải thì bánh sau cũng sẽ rẽ sang phải một chút, giúp xe linh hoạt hơn. Công nghệ này hoạt động ở tốc độ trung bình hoặc cao và được gọi là lái cùng hướng. Tuy nhiên, nếu bạn đánh lái sang phải ở tốc độ thấp, bánh sau sẽ dịch chuyển nhẹ sang trái để giúp đánh lái. Đó gọi là lái ngược chiều. X9 là mẫu xe MPV được phát triển dựa trên kiến trúc xích điện áp cao 800V và sẽ là chiếc xe đầu tiên được trang bị phần mềm cabin XOS TNG của Xpeng. Cụm đồng hồ là màn hình LCD nhỏ gọn và màn hình gai IR trí cảm ứng kích cỡ lớn. Khu vực bảng điều khiển trung tâm có hai đế sạc không dây cho smartphone, hai giá để cốc, điều hòa tự động, đèn viền nội thất. Biến thể 7 chỗ này bố trí theo kiểu 223. Hàng ghế thứ hai hạng thương gia, có tựa tay độc lập, phía trước còn có một chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh đó, hàng ghế thứ hai cũng có khu vực điều khiển điều hòa độc lập, nằm ở trung tâm, có hai cửa sổ trời phía trước và phía sau. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng thành một nút bấm hoặc ngã ra sau thành chiếc giường. Kích thước của Xpeng X9 lần lượt là dài 5.293mm, rộng 1.988mm, cao 1.785mm và chiều dài cơ sở 3.160mm. Ngoại hình của X9 được lấy cảm hứng từ phi thuyền. Nó có 3 hàng ghế với tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Cùng với đó là 2 tùy chọn động cơ và 3 phiên bản. Biến thể dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 320 mã lực. Pin LFP của If Energy với dung lượng 84 hoặc 101 kW. Trong khi đó, biến thể dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD với công suất 503 mã lực, pin lithium ternary NMC từ CALB dung lượng 101 kW. Phạm vi hoạt động mỗi lần sạc đầy là 610 km, 640 km và 702 km.